Điểm danh dàn cá mập trẻ nhất tại Shark Tank Việt Nam, có người mới 35 tuổi đã sở hữu khối tài sản trong Merge. 3. Shark Nguyễn Hòa Bình. Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình. Ông sinh năm 1981 và hiện đang giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Netted, một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như Bosch, Vimo, BoxMe, Fago, Ngân Lượng. Shark Bình bắt đầu tiếp xúc với máy tính và mày mò viết phần mềm từ khi còn học cấp 3. Năm 2001, khi mới chỉ là chàng sinh viên năm thứ 2 Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã bắt đầu khởi nghiệp. Ông thành lập công ty BizShop chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp. Khi đó, ông Bình vừa làm chủ vừa làm nhân viên cho chính công ty của mình và một mình gây dựng, chèo lái BizShop. Trong một lần tham gia chương trình CEO chìa khóa thành công, ông Bình có chia sẻ về những khó khăn khi thành lập và phát triển công ty BizShop. Ông tiết lộ, gần 3 năm đầu khiến ông mệt mỏi bởi nghề đi cốt, dạo cứ ráo mồ hôi là hết tiền, những khi ốm đau không làm được là đói. Khi ở Việt Nam bắt đầu phát triển Internet, ông xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam. Nhờ vậy, BizShop nhanh chóng thay đổi chiến lược, mở rộng quy mô, tuyển dụng nhân sự mở sàn thương mại điện tử chợ điện tử Việt Nam. Sau cuộc ly hôn với eBay, ông Bình đã lao vào mày mò trong không gian số và dần nhận ra lượng mua sắm qua online chỉ chiếm 2%, còn đến 98% vẫn giữ thói quen mua sắm trong các môi trường truyền thống. Ông Bình đã thuyết phục mọi người chuyển hướng kinh doanh từ thương mại điện tử sang phát triển điện tử hóa thương mại. Tầm nhìn mới được xây dựng và tập đoàn Netted cũng ra đời từ đó. Sau khi ra đời, Netted liên tục ra mắt các sản phẩm mới như giải pháp thanh toán thẻ tín dụng trên di động POS, cổng thương mại điện tử xuyên biên giới Westhub. Hiện nay, Netted là tập đoàn lớn với hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử. Năm 2018, sản lượng giao dịch của Netted là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu tương lai của Netted là trở thành tập đoàn điện tử hóa thương mại sáng tạo và lớn mạnh nhất Đông Nam Á. 2. Shark Lê Đăng Khoa. Năm 18 tuổi, ngay sau khi hoàn tất chương trình học trung học phổ thông ở Việt Nam, Lê Đăng Khoa sang Mỹ du học. Năm 23 tuổi, anh tốt nghiệp cử nhân ngành bác sĩ tâm lý tại Mỹ và trở về Việt Nam. Tuy nhiên, anh đã gạt tấm bằng cử nhân sang một bên để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Vốn là một người rất đam mê và nhiệt huyết với kinh doanh, chàng trai trẻ Lê Đăng Khoa khi ấy không chịu ngồi yên với những gì mình đang có. Anh vừa điều hành công ty gia đình vừa tiếp tục nhiều dự án khởi nghiệp và gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực. Từ một cử nhân ngành bác sĩ tâm lý, Shark Khoa đã dấn thân vào thương trường và trở thành doanh nhân trẻ thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Lê Đăng Khoa từng có lần chia sẻ với báo chí, ba anh chính là người đã khơi nguồn và nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh trong anh. Ba nói tiền như lá rụng ngoài đường, đầy luôn. Người giỏi thì biết quét nhiều, người dở thì tìm hoài không ra. Vậy thôi, thở nhỏ, mỗi lần ba dắt Khoa đi chơi, đi vào các quán ăn, quán nước, ba đều giải thích cho anh hiểu quán đó vì sao đông khách, vì sao thưa khách, cách tính toán tiền vốn tiền lời, các chi phí khi kinh doanh. Chính thói quen ấy của ba đã hình thành nên ý thức kinh doanh cho Khoa và cũng khiến anh có niềm đam mê từ đó. Shark Khoa nổi tiếng là một soái ca khởi nghiệp với nhiều dự án rất thành công. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến đó là dự án làng du lịch tre Việt theo Bamboo. Do Bamboo vốn là một vùng đất bùn sình lầy lội, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30 km, qua bàn tay của Lê Đăng Khoa, vùng bùn sình ấy bỗng trở thành một khu du lịch sinh thái đình đám, thu hút đến 170.000 lượt khách sau một năm hoạt động. Ngoài ra, do Bamboo còn đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. 1. Shark Hùng Anh. CEO Lê Hùng Anh là một doanh nhân trẻ mới chỉ 35 tuổi, sinh năm 1987 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Ông đã có 12 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh startup. Cho đến ngày hôm nay, doanh nhân Lê Hùng Anh đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh startup của tập đoàn quốc tế đa ngành Bin Corporation Group với 10 thương hiệu hoạt động toàn cầu. Để có được thành công như ngày hôm nay, ông đã từng trải qua nhiều thất bại. Khi mới khởi nghiệp, vốn kinh doanh chưa có nhiều nhưng vì ý chí không từ bỏ, quyết tâm theo đuổi đến cùng mà anh đã thực hiện được ước mơ. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, anh phải đi làm thợ hồ để mưu sinh và nuôi dưỡng giấc mơ. Ngày nay, Bin Corporation Group đã có cơ ngơi nằm ở hai tòa cao ốc đắt đỏ, đồ sộ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian ngắn sắp tới, Bin sẽ khởi công xây dựng văn phòng thứ 3 tại Việt Nam. Cùng với đó, tập đoàn có hàng chục văn phòng đại diện đặt tại các trung tâm tài chính, dịch vụ của Mỹ, châu Âu, châu Á. Trong suốt sự nghiệp của mình, doanh nhân Lê Hùng Anh chiêm nghiệm và đúc kết được rằng những thứ về cơ sở, vật chất và tiền bạc không phải là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, mà đó chính là 250 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đầu ngành có chuyên môn nhiệt huyết, sáng tạo và luôn luôn tin tưởng, cống hiến cho tập đoàn. Shark Lê Hùng Anh từng chia sẻ với giới truyền thông rằng ông đã ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp lúc từ là một cậu sinh viên nghèo từ Quảng Nam lên Sài Gòn. Ông luôn muốn có thu nhập tốt để lo cho bản thân cũng như giúp gia đình mình thoát cảnh khó khăn. Vào giai đoạn đang vào năm thứ 2 đại học, khi công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh, ông Lê Hùng Anh quyết định khởi nghiệp bằng việc mở một cửa hàng sửa chữa máy tính với kỳ vọng tạo thành hệ thống sửa chữa tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, cửa hàng vẫn phải đóng cửa do không thể duy trì được. Shark Lê Hùng Anh nhớ lại rằng, ở thời điểm đó, tôi thấy vừa học vừa khởi nghiệp không mang lại hiệu quả như tôi mong đợi do phải cắn đắng việc học.
việc làm chi phí ăn ở tại thành phố cũng như theo đuổi đam mê khởi nghiệp. Vì vậy, tôi đã quyết định dừng lại việc học và tìm một công việc để trau dồi kinh nghiệm trong thực tế và học hỏi nhiều hơn mô hình kinh doanh khác nhau. Thời gian sâu sắc tiếp tục khởi nghiệp với một công ty nhỏ chuyên về hệ thống website lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ dịch vụ du lịch. Đây được xem là tiền thân của Bin Corporation Group. Trong quá trình làm dịch vụ hỗ trợ du lịch, ông nhận ra rằng những khó khăn của doanh nghiệp khi phải vận hành qua nhiều khâu trung gian và mang nhiều khoản phí vô lý. Chính vì vậy, ông quyết định thành lập một công ty ở nước ngoài để giải quyết những vướng mắc. Đó cũng chính là cơ duyên để công ty OneIBC ra đời, chuyên về tư vấn tài chính, thành lập doanh nghiệp quốc tế. Trên đà thành công đó, doanh nhân Lê Hùng Anh tiếp tục mở rộng kinh doanh và thành lập thương hiệu tầm cỡ quốc tế thuộc Vin Corporation Group. Hệ sinh thái rộng lớn này của Vin Corporation Group đã có hơn 1 triệu khách hàng là cá nhân và 30.000 khách hàng là doanh nghiệp trên toàn cầu. Cùng với trụ sở tại Việt Nam, tập đoàn có 4 văn phòng đại diện 4 nền kinh tế trên hàng đầu thế giới, đó chính là Singapore, Hồng Kông, Lithuania và bang California, Hoa Kỳ. Vượt qua nhiều thách thức, không ngại đương đầu với khó khăn và tạo nên những thành quả không tưởng từ khi còn rất trẻ. Ba cá mập trẻ của Shark Tank là hình mẫu mà nhiều bạn trẻ muốn hướng đến. Còn bạn thì sao?